Hiện nay, giấy dán tường thường được sử dụng nhiều trong các không gian kiến trúc, nhưng giá thành khách hàng bỏ ra là quá đắt. Sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến khách hàng đó là sơn tường hoa văn ánh Platinum. Đây là giải pháp để bạn có được một bức tường ưng ý mà không phải bận tâm nhiều về độ bền của sản phẩm. Sản phẩm sơn tường hoa văn được nghiên cứu và ứng dụng bởi công ty cổ phần phát triển Nhân Minh, một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực sơn trang trí với phương châm làm đẹp ngôi nhà của bạn là sứ mệnh của chúng tôi cùng đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, đội thợ thi công lành nghề, đảm bảo sẽ hỗ trợ và đáp ứng được tất cả những thắc mắc và những mong muốn của quý khách hàng. Công ty đã và đang áp dụng các công nghệ trang trí tường như sử dụng con lăn tạo hình, bộ chấm hoa trang trí và sản phẩm sơn hoa văn nổi sang trọng và đẳng cấp. Mọi thông tin chi tiết liên hệ công ty cổ phần phát triển nhân minh số 21 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, số điện thoại 0987 883 490 chín email econano chấm sơn hoa com website vvvvvvv chấm com hoặc sơn Tưởng hoa văn.vn facebook sơn hoa văn